Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 7 2019. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phỏng vấn đặc biệt. Phần đầu là buổi phỏng vấn Phan Lê Dũng và Võ Thành Nhân thực hiện. Và sau cùng là phỏng vấn bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Để mở đầu, Bích Phương cứ mời quý vị theo dõi phần 2 buổi phỏng vấn Phan Lê Dũng do Võ Thành Nhân thực hiện. Rồi sau đó là anh đi định cư tại Mỹ năm mấy anh Dũng? Tôi sang Mỹ là năm hình như là tháng 10 năm 80. Thì ở trên Connecticut đi học hơi lâu, bên đảo hơi lâu ạ. Dạ, 18 tháng. Dạ. Tức là khi mà đến Connecticut rồi thì anh Dũng bắt đầu đi học trung học. Đúng rồi. Tôi được cái may là cái khi mà cái thời gian ở đảo thì tôi đã chú ý đến tiếng Anh rồi. Tại vì tôi nghĩ là cái chuyện hồi đó Việt Nam mình hay có những cái người Tàu, người Hoa học cùng lớp á. Rồi mấy đứa bạn lúc đó mình chưa có ấy, mình hay chọc mấy thằng ba Tàu nên họ nói cái giọng không có được như giọng người Việt mình khinh thường đủ thứ hết. Thì tôi chỉ nghĩ thầm là mình mà qua một cái xứ người khác, mình không thể để ai khinh mình như là mình đã khinh những cái người kia được. Mặc dù mình biết cái điều đó là thành ra phải tìm mọi cách để mà cái giấc mơ của tôi lúc nào cũng là nói tiếng Mỹ như người Mỹ. Lúc đó tôi đã nghĩ là như vậy rồi, cho nên tôi đã hết sức học tiếng Anh ở trong trại tị nạn. Nhưng mấy đứa bé bằng tuổi khác thì nó đi chơi đi gì này nó có thứ, nhưng mà mình thật sự mình muốn học. Và tôi nghĩ là 2 năm đó là 2 cái năm nó cũng là một cái bước để chuyển tôi thành một cái người khác, là bởi vì 2 năm học Anh văn rất là nhiều. Ông anh tôi nhớ hồi đó tôi học lớp 10 thì ông học lớp 12. Thì không có lớp cho ông học là tại vì người ta chỉ có những cái trình độ sơ cấp, về sau này nó mới mở trình độ cao cấp để dạy hơn. Thì khi mà rời đảo tôi nghĩ là anh văn của tôi hơn cả ông anh tôi. Trong vòng 2 năm mình thấy rõ, anh em ở cùng nhà mà ông là người đi dạy tiếng Anh, tôi chỉ là người đi học tiếng Anh thôi, nhưng mà tất cả những cái bài chấm về tiếng Anh của ông là tôi chấm chứ không phải là ông chấm. Thì đó là những cái chuyện nhỏ là như vậy, nhưng mà tôi nghĩ là bởi vì cái tôi nhìn thấy cái vấn đề trước á, thành ra lúc mình sang Mỹ không có bỡ ngỡ gì lắm với lại tiếng Anh đâu, mới qua Mỹ là đã nói được tiếng Anh rồi. Rồi một điều may mắn thứ hai nữa là ông cậu tôi lúc đó cũng có một người vợ là người Nhật. Thành ra ở trên trường phải nói tiếng Anh, về nhà cũng phải nói tiếng Anh. Và điều thứ hai nữa là tôi trở thành người thông dịch ngay lập tức. Tại vì ông cậu tôi ngày xưa ông là ký giả, bạn bè ông thì rất là nhiều. Mỗi lần bạn bè đến thì không có thời giờ để mà phiên dịch đâu. Thì tôi ngồi bên cạnh cái cô vợ của ông. Tất cả những cái gì mà nói tiếng Anh hay là như là thành mình vô tình mình biến thành thông dịch viên bất đắc dĩ nhưng mà mình phải làm. Thành ra cái đó về sau nó giúp cho mình nhiều, đó là từ ngày cả như không còn nói tiếng Việt nữa. Từ năm 80 cho đến năm 86. Rất là ít cơ hội để mà nói tiếng Việt. Mặc dù anh em ở cùng nhà tôi nói chuyện với ông anh tôi bởi vì kính trọng và cô của tôi cho nên chúng tôi cũng nói tiếng Anh luôn. Thành ra ăn cơm ngay cả có ông cậu đó cũng phải nói tiếng Anh. Không ai bắt mình nói tiếng Anh cả, nhưng mà mình cảm thấy là mình không thể nào mình không nói được. Tại vì mình không nói thì cái người kia người ta sẽ bị trở thành một người tách biệt thôi, bà cô của mình. Thành ra anh em nói chuyện với nhau cũng vẫn phải nói chuyện bằng tiếng Anh, mà không, mình đâu phải lưu loát như người Mỹ đâu. Bước đầu thì cũng khốn khổ lắm nhưng phải không? Nhưng mà từ từ nó quen đi. Nhưng mà đó là những cái mà tương đối gọi là may mắn. Là bởi vì hoàn cảnh nó xô đẩy mình vô, mình phải làm những cái chuyện mà đáng nhẽ mình phải làm anyway, nhưng mà nhưng mà mình làm sớm thì nó đỡ hơn. Đó là một trong những cái vấn đề mà tiếng Anh của tôi khác với lại những người khác là một cái gì vậy. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chúng tôi tìm hiểu một số những cái dữ kiện về cuộc đời của anh Phan Lê Dũng, làm thế nào mà anh trở thành một cái người dịch giả. Và để tiếp tục trong phần 2 thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị rằng đó là chúng tôi sẽ hỏi tiếp những cái tiếng Anh không quan trọng, nhưng mà cái vốn liếng Việt ngữ của anh Phan Lê Dũng mới làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Tại vì khi mà chiến tranh chấm dứt, Việt Cộng chiếm toàn cõi miền Nam Việt Nam thì lúc đó anh Dũng còn rất là trẻ so với cái tuổi của tôi. Và đó nên anh Dũng có thể chia sẻ thêm là bên cạnh một cái căn bản về Anh ngữ để mình hội nhập vào đời sống Hoa Kỳ, để mình không có bị thiệt thòi trong vấn đề đi học hay là vấn đề đời sống ở Hoa Kỳ, nhưng mà vốn liếng nào, phương tiện nào hay là cái môi trường nào mà anh rất là vững về vấn đề Việt ngữ và có thể nói là anh dịch một số từ cũng làm cho tụi này rất là ngạc nhiên? Cái đó thì nó cũng phát xuất từ năm 75, mặc dù nguyên nhân của nó là hơi lạ. Tại vì khi mà tôi đi học ở trong trường thì hồi đó ở ngoài Bắc họ có gửi về những thầy dạy chính trị. Họ xài những cái ngôn ngữ nghe rất là buồn cười. Mình nghe mình biết mình cái ngôn ngữ nó không phải là ngôn ngữ học đường. Thì họ sử dụng những cái danh từ đôi khi mình nghĩ mình bảo là nó
tầm thường quá thì không 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 ấy, nhưng mà rõ ràng nó không phải là ngôn ngữ học đường, và mình không có xem những cái người đó kính trọng như những cái người thầy trước, tại vì nhiệm vụ của họ chỉ là tuyên truyền thôi mà. Thành ra vô hình chung tôi không biết là những bạn khác là như thế nào, nhưng mà tôi thì tôi không bao giờ tôi sử dụng cái ngôn ngữ đó cả. Không sử dụng ngôn ngữ của mấy tôi, ông đó. Đúng, tức là tất cả những cái danh từ mà hồi trước mà chúng tôi đã có rồi, chẳng hạn như đăng ký chẳng hạn. Tôi bảo là sao đăng ký là cái gì? Mình ghi danh, mình đi học cái thời đó đăng ký. Đó thì đó là những cái, tất cả những cái mà tôi tìm đọc. Là tại vì tôi bảo là cái ngôn ngữ Việt Nam của mình nó hay, nó đẹp, nó như mình được dạy lúc trước năm 75, là cái ngôn ngữ tôi muốn giữ. Và cái đó là cái điều mà tất cả những cái danh từ gì mà họ đưa ra, đối với tôi thôi, tôi nói chuyện trong gia đình, đối với những bài bạc, tôi không ráng và tôi không bao giờ tôi dùng những cái danh từ mà tôi có thể nói là tôi khinh bỉ như vậy. Tôi không thấy cái đó là những cái đẹp. Tức là anh Dũng từ nhỏ 12, 13 tuổi đã phát giác ra được như vậy. Tôi thấy rõ ràng là cái ngôn ngữ của họ xài sai. Và đó không phải là ngôn ngữ tôi được dạy. Thì cái bản năng tự nhiên của mình, như ngày xưa mình đọc những cái bài mà mình thấy những cái ngôn từ trúc trắc hoặc là những cái gì dở, tự nhiên nó đập vào mắt mình không sai nữa. Mình thấy ví dụ mình sai những cái chữ, chẳng hạn như tôi nói vừa đó là đăng ký, bây giờ cả nước vẫn sai nhưng mà tôi thấy không đúng. Đó là chỉ là một trong những cái thí dụ thôi. Họ ra những cái chẳng hạn như là cửa hàng chất đốt thanh niên, hay là cơm sinh viên, cháo người mù, thì tôi thấy có không phải là tiếng Việt. Tôi muốn cái tiếng Việt như là cái tiếng Việt của tôi được dạy. Mặc dù tôi chưa có biết là lúc đó là tôi chưa có biết là tôi mất cái gì và tôi ánh gì, nhưng mà tôi sẽ lúc đó tôi quay ra tôi tìm để tôi đọc những cái báo cũ hoặc là những cái chuyện cũ hoặc là những tất cả những cái gì cũ, rồi tôi tự cho, có thể là sai hay là đúng không biết, nhưng mà tôi tự cho đó là một cái ngôn ngữ mà mình đã được học, nhưng bây giờ mình không được học nữa thì bây giờ mình phải tìm, mình phải giữ lại, giống như là một người giữ lại một cái di sản. Mặc dù bây giờ mình nói chuyện thì nó có vẻ là như vậy, nhưng mà cái đó nó tự nhiên, nó chỉ mình nghĩ không, cái này không phải là cái của mình. Cái của mình nó phải khác cơ. Đó là cái... Như vậy là anh Dũng có khác với là những người chung quanh Dũng hay là ngay cả những anh em trong gia đình không? Cái đó thì tôi, anh em tôi cũng chưa bao giờ nói cả. Nhưng mà riêng với bản thân tôi, lúc nào tôi cũng giữ là cái chuyện mình nói chuyện tư tưởng phải đúng như là các vị thầy của mình dạy lúc trước. Cái đó là cái điều đối với tôi thôi. Còn đối với anh em tôi thì quả thật tôi cũng không có hỏi cái câu hỏi đó bao giờ. Nhưng mà tôi với ông anh lớn thì có nói chuyện qua lại với những anh em, nhiều khi cười với nhau. Bảo nó nói cái này tếu quá, những từ để sao xài buồn cười vậy. Thì có ông anh cả, còn mấy đứa kia nó bé nó đi chơi thì mình cũng không nói chuyện với nó nhiều. Thì tôi cũng không biết là ông anh cả tôi cũng suy nghĩ, nhưng mà tôi nghĩ cái vấn đề phản ứng đó là không phải riêng gì cá nhân tôi đâu, mà cả nước á, tức là những cái vấn đề, nhưng mà mình đâu có bao giờ mình xài cái cơm người mù với cửa hàng chất đốt thanh niên, không có xài như vậy. Thành ra tôi bị dị ứng với mấy cái đó có thể nói là cái chính mà để làm cho tôi tìm hiểu thêm về tiếng Việt nữa. Mình nghĩ, ủa, tại sao tiếng Việt mình có cái này mà lấy? Mà tôi cũng thắc mắc là tại sao họ không xài, họ làm như là họ muốn diệt cái ngôn ngữ của Việt Nam mình đi. Vì mình có thể là vì họ nghĩ là không cần giữ lại hoặc là cái gì đó. Họ muốn phá đổ. Nhưng mà mình thì mình cho là cái chuyện đó là chuyện mình cần giữ. Tại vì những cái chuyện từ xưa đến giờ, từ nhỏ lớn mình được dạy những cái đó. Chẳng hạn như là tiên học lễ, hậu học văn. Thì những cái điều nó tự nhiên nó trong con cố con người mình nó phản ứng lại thôi. Và tôi chú ý rất nhiều về tiếng Việt. Tôi để ý là tất cả những cái chữ mà tôi dị ứng tôi không dùng, ngay cả bây giờ cũng vậy. Và đó là cái điều tôi nghĩ làm cho tôi chú ý đến tiếng Việt nhiều hơn. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.